Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang đến với tuyến cáp treo ở Vinpearland Nha Trang. Cáp treo Vinpearland Nha Trang là một chuyến cáp treo vượt biển tại vịnh Nha Trang, đi từ trong đất liền ra đảo Hòn Tre. Đảo Hòn Tre thì có Vinpearland. Chuyến cáp treo này dài khoảng hơn 3 cây số và được sách kỷ lục Guinness vinh danh là chuyến cáp dài nhất thế giới tại thời điểm mà nó hoàn thành. Nhưng mà sau này thì nó vẫn còn kém xa cái tuyến của Hòn Thơm Phú Quốc khoảng 8 cây số. Cáp treo này thì được ở trên bản đồ thì các bạn search là cáp treo Thiên Đường. Theo thiết kế thì nó có 65 cabin, có thể phục vụ được khoảng 1.500 khách mỗi giờ. Mỗi cabin thì nhét được 8 người nhá. Có 9 trụ. Đấy. Ta đang lên. Ngồi ở trong cabin này thì mát. Nó có cái cửa sổ khí nó vào. Khi đến Nha Trang các bạn muốn đi cáp treo sang Vinpearland ấy thì hay nhầm, vì các bạn mở bản đồ ra nó sẽ có cái cảng Nha Trang, có một cái đường vẽ thẳng sang bến phà Vinpearl đấy, nhưng mà cáp treo nó lại không ở bên đấy. Các bạn đặt xe Grab hoặc là đặt xe gì đấy thì các bạn đánh vào trạm cáp treo Vinpearl, nó cách cái cảng ấy, đường chim bay nó chỉ khoảng 300m thôi, nhưng mà đường chuột chạy ô tô đi là nó đi lại phải 1,3 cây số đi vòng xuống qua xong lại vòng trở lại, nó mới là trạm cáp treo Vinpearl. Thế còn vé Vinpearl thì các bạn có thể liên hệ mua trực tiếp ở khách sạn mình luôn. Hầu như ở Nha Trang ấy thì nhà khách sạn nào họ cũng có nó sẵn, để sẵn cái vé của Vinpearl ở đấy để bán cho mọi người. Giá thì cũng như nhau thôi, nhưng mà các bạn không phải xếp hàng. Nhưng mà thực tế đến Vinpearl thì xếp hàng mua vé nó không đáng bao nhiêu, ở khoảng 5 phút. Thế nhưng nếu xếp hàng để lên cáp treo phải tầm 1 tiếng rưỡi. Các bạn đứng chán chê mê mệt, nó đông kinh khủng. Mặc dù là một cái lượt này đã đi được 8 người nhưng mà nó đông lắm, nhất là buổi sáng, xếp từ sáng đến trưa lúc nào cũng đông. Các bạn đến là phải vào xếp hàng ngay, nếu không thì là lâu lắm. Sang Vinpearl cái trò gì cũng phải xếp hàng kinh khủng luôn, đông quá, đông luôn. Một điều nữa là về Vinpearl nhá, các bạn xem những cái vé, những cái trang web mà có vé hoặc là giới thiệu về giá vé, giới thiệu gì về Vinpearl ấy ở trên mạng ấy toàn là bồ láo thôi. Vinpearl không cho mang thức ăn, không cho mang cả đồ uống luôn. Đấy, các bạn có thể đọc ở một số trang tin á, không biết trang nào là chính xác, nhưng mà người ta bảo là cho mỗi người mang một chai nước 0.5 lít qua, nhưng mà đến đấy là các bạn phải gửi hết, phải nộp hết, không được mang gì sang đâu. Ở bên Vinpearl thì khá đắt, một chai nước lọc nếu mua ở ngoài có cái kiosk ở đấy là 15.000, nếu mà mua ở trong Lotte chẳng hạn là 20.000, một cái xúc xích 35.000. Đây là thời điểm 2019 nhá. Còn nói chung là ăn cái gì đắt.
trụ cáp treo này được thiết kế mô phỏng tháp Eiffel. Và ban đêm thì đấy các bạn nhìn đấy là có hệ thống đèn neon thắp sáng toàn trụ, trông giống như kiểu là cái tháp, giống như kiểu là cái chín cái tháp Eiffel luôn. Còn cáp thì chịu được sức gió cấp 7, cho nên là những ngày mà gió lớn quá thì người ta nghỉ hoặc là mình cũng không nên đi nữa. Đấy. Đó là toàn bộ những gì mình đã trải nghiệm và biết về cái tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang nối từ thành phố ra đến đảo Hòn Tre. Đấy, xin mời các bạn thưởng thức.